Belibo Store, shop chính chủ và duy nhất của Bình Bè và HND TV. Chuyên quần áo FIFA, tay cầm và phụ kiện tay cầm chơi game. Là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu shop yêu thích trên cổng thương mại điện tử Shopee. Luôn đảm bảo giá cả tối ưu nhất, chế độ bảo hành tốt nhất, hỗ trợ thông tin và giải đáp thắc mắc nhiệt tình nhất. Truy cập ngay belibostore.com. À, mấy anh em nào mà thi đấu à, hình như là ăn ních hết rồi vì ngày hôm qua thì hai bên đều thi đấu kiểu thơm ngon đến giọt cuối cùng nên là mình cũng có ních hết rồi bạn. À, người thi đấu bên phía HND là HND Community, còn bên kia chính là bạn A Cà Sí. Hôm qua bạn A Cà Sí vừa có một cái phong độ thi đấu rất tuyệt vời, hôm nay thì bạn đã leo lên danh siêu sao rồi. Người thi đấu cuối cùng của bên phía luận BK hôm qua thì lại thi đấu đầu tiên trong ngày hôm nay. Rất có thể là một cái bài phô trương thanh thế của bên phía kênh mở thẻ đập thẻ Trần Luận. Còn HND bên trái nha. Em mới mua tay cầm mà đã khó. Chuyện đấy bình thường thôi, tập xe đạp mất vài ngày, tập xe máy mất lâu hơn chút, tập ô tô mất lâu hơn nữa, tập tay cầm gì nó cũng vậy, cần thời gian. Mình sẽ lướt qua một chút sơ đồ đội hình của cả hai đội. 370 tỏi, vượt qua con số 369, đấy chính là đội hình của HND Community. Trong khi đó thì A Cà Sí 45 tỏi, hiện tại đang ở hạng 83. Siêu sao vẫn là Hernan Crespo đã cắm lối đá cầm bóng, gọi là cầm bóng đến chết thì thôi, và tung ra những cái đường chọc khe ra nước, đấy là phương châm của A Cà Sí. Trong khi đó thì bên phía HND, đại diện HND thì lối chơi chúng tôi cũng chưa biết phân tích thế nào được, cái đội hình rất đẹp. Mbappe dự bị, vẫn tin tưởng của Sergio và Zinedine Zidane. Ok ra, lối chơi rất huyền thoại. Hai huyền thoại trong team. Mình sẽ bắt đầu trận đấu này. Hôm nay thì trận đấu bắt đầu muộn hơn 4 phút so với thường lệ. Mà không sao cả, còn có mỗi một cặp đấu này thôi. Em inbox page mua phụ kiện. À, nếu bạn muốn nhanh ấy, bạn Vũ Xuân ơi, bạn Tùng Vũ Xuân, bạn có thể inbox cái page bán hàng ấy. Chứ còn cái page mà mình đang livestream đây thì hiện tại là không có ai trả lời bạn thì cũng đúng thôi. Mình đang ngồi live. Thằng cậu tác viên kia thì nó đang làm trọng tài giải đấu, còn người khác thì đang cho con bú. Và ngay lập tức thì A Cà Sí chuyển sang chế độ đổ bê tông và chiến thuật châm anh. Rất tuyệt vời. Một chiến thuật châm anh thì nó vẻ khá đầy đặn. Chào Việt Hưng nha. Cảm ơn Hưng. Trong khi đó thì bên phía HND thì chúng ta không biết là game thủ này dùng chiến thuật gì. Mặc định thôi, mặc định. Không có bất cứ một cái tùy chỉnh nào khi trận đấu diễn ra cả. Chiến thuật mặc định. Đường truyền dành cho Wan-Bissaka. Ngày hôm qua thì Wan-Bissaka vừa mới hack game. Anh heo flick như CR7 và tạt như Beckham. Trong một ngày thi đấu mà Chelsea hơi đen. Nhưng mà MU cũng xứng đáng có được những bàn thắng. Anh em quan tâm đến các mặt hàng ở Belibo Store thì các bạn có thể kiểm tra tình trạng còn hàng hay hết hàng ở ngay trang chủ luôn. Mặt hàng nào còn thì ghi là còn hết rồi thì bên mình sẽ để ngay cái tình trạng hết hàng, anh em đỡ phải hỏi. Giờ chủ yếu là hết hàng. Đường truyền dành cho Hernan Crespo. 4-2-3-1 với Hernan Crespo là tiền đạo có xu hướng cắm rất điển hình.
Pedro có khả năng tạo áp lực lên cặp CB bên phía đối thủ rất lớn. Chỉ là mùa hot cộng 3 thôi, nhưng mà tranh chấp rất khỏe. Kevin. Kevin mùa 20 TI cộng 1. Pha dứt điểm, bóng đi không đủ căng. Tóm lại thì củ tỏi hiện tại cũng đang có phong độ cao ở ngoài đời, thành ra trong game tỏi bắt cũng tốt. Thi thoảng ngáo tí, nếu mà gặp handicap thì ngáo tí thôi. Dù béo. Eusebio. Tình huống mà cụ Eusebio đã có pha xử lý rất trâu. Pha khống chế đầu tiên của cụ thì nó hơi dài bóng, nhưng mà cụ nhanh vãi cả đái. Chính vì vậy mà CB bên phía của Akashi không thể lùa được. Cái pha tiếp bóng đầu tiên theo quan sát của chúng tôi là nó hơi dài. Vấn đề là Ferdinand mặc dù là một CB rất nhanh trong FIFA Online 4 nhưng mà cũng không lùa được cụ. Cái trình của cụ nó khác. Cần phải sắm ngay Văn Đại TI20 vào ốp thì may ra. Em lên cổ vũ tài năng học. Từ từ em ơi, nốt trận đi Khang. Pha dứt điểm. Bóng đi chệch cột dọc. Kepo đưa tay lên và mút đầu ngón tay. Cái hành động này là hành động không nên trong cái thời điểm đại dịch như này. Khuyến cáo anh em rượt. Giải đấu lần này thì ban tổ chức sau khi mà tính lại cơ cấu giải thưởng thì vừa ra thông báo lỗ vì quên không tính lương cho bình luận viên. Nhưng thôi không sao, nếu ngày hôm nay nhận được nhiều sự chia sẻ động viên cũng như là thả reaction phẫn nộ vào video thì đấy cũng là niềm an ủi đối với tôi rồi. Anh em thả like, thả share đi ạ. Đây là phút cuối cùng của hiệp 1 và tỷ số vẫn đang là 1-0, tạm nghiêng về phía đại diện HLD. Hiệp 1 kết thúc. Có vẻ như cái cơ hội của cả hai bên thì nó cũng khá là ngang nhau. Thế nhưng mà bên phía HND thì cua Sebio là một con hàng rất khủng. Như vậy mà cụ đóng thì các cháu cũng khó né lắm. Bẫy Việt Vị nhầm rồi. Tình huống bẫy Việt Vị nhầm. Đường chuyền, hay Nam Crespo vào luôn. Pha xử lý không tốt. Theo khâu phòng ngự. Crespo đánh đầu quá hiểm. Và những tình huống ban bật. Rất cẩn thận tìm góc sút của Son Heung-min. Tí hoảng. Son Heung-min là cây dứt điểm. Rất sát thủ. Cú vuốt bóng mù lại má ngoài của Son Heung-min. Bóng đi chệch cột dọc. Sự xuất hiện của Thierry Henry và Kevin De Bruyne bên phía của HLD. Trong khi đó là Dô Béo và Mbappe vào thay cho Hernan Crespo cùng với CR7. Trên màn nhỏ các bạn thì Dô Béo vừa có một pha lắp đít đối với Henry. Úp thìa đó các bạn. Sử dụng từ úp thìa thì nó gợi hình ảnh tốt hơn. Đường chuyền bóng rất hay. Ôi trời. Ferdinand không còn cách nào khác. Tầm này là phút cuối của hiệp phụ thứ nhất rồi, trọng tài đang lừng lững tiến đến mà gọi mày ra đây. Ê cu. Tình huống mà Dô Béo đã thoát xuống quá nhanh và thẻ đỏ không hề bất ngờ chút nào cả. Rõ ràng sẽ là một thẻ đỏ rồi. Theo tình huống vừa rồi thì đúng là Ferdinand không còn cách nào khác. Khi mà theo quan sát của chúng tôi là đâu đấy là Zidane trong khe này vậy. Zidane này bún nơ mà. Mình chỉ nhìn thấy Dô Béo chạy xuống thôi. Bởi vì đấy là một tình huống rất bất ngờ. Quay lưng 180 độ và tung ra một đường chuyền sát thủ, chọc khe ra nước. Thường thì nếu các bạn xem MU những cái năm 2008 2009, người là chốt chặn cuối cùng là Nemanja Vidic, và nếu Vidic bị vượt qua thì anh ta sẽ phạm lỗi. Và nhiệm vụ của cầu thủ này nó là như vậy. Nhưng mà ở đây thì chúng ta đã thấy Ferdinand đóng cái vai trò đấy. Không có penalty.
Vâng, soạc sớm không là oẳng ngay. Pha xử lý kinh nghiệm đến từ Akashi, nhưng nó có đồng nghĩa với việc mất một người. Hăng đi chọc à? À, Hồng Quý có cái pha quan sát nhanh đấy. Hăng đi chọc, hăng đi thì đấy chuyện bình thường, hăng đi chuyền hay mà. Hiện tại hăng đi vẫn đang giữ kỷ lục 20 lần kiến tạo trong một mùa giải. Năm nay thì có Kevin De Bruyne đang tiến rất xa đến kỷ lục này rồi. Đã có rất nhiều người tiến sát đến cái kỷ lục đấy của Hăng Ri nhưng chưa ai phá được. Năm nay Kevin chuẩn bị phá thì lại dính phốt. Man City đang phải đối mặt với cái án phạt khá nặng. Nhưng mà đường truyền thì nó quá lộ. Và chúng ta sẽ đến với màn đấu súng. Hai bên thi đấu khá là ngang kèo. Về chất lượng đội hình thì bên phía HND nhỉnh hơn. Nhưng mà về thế trận thì hai bên ngang nhau. Lợi thế giữa củ tỏi cộng 5 và củ tỏi cộng 8 nó sẽ là như thế nào? Chúng ta sẽ xem trong màn penalty này. Vị thần lộc lá sẽ đứng về phía ai? Zinedine Zidane với cái đầu hói. Đối diện với người học trò của mình tại Real Madrid, Zidane sẽ điểm rất phũ vào giữa gôn. Dô béo, cái đéo gì thế? Sút ghê vãi. Đúng là dô béo, sút đúng góc chữ A luôn. Gullit rất nhẹ nhàng, Gullit bình tĩnh, đưa quả bóng vào góc cao. Bà lách vẫn là một bàn thắng. PS4 hay Xbox, cái nào bền hơn? Em chơi hay đập tay cầm thì chả cái nào bền được đâu em ơi. Nhưng mà về va chạm thì tay PS4 tốt hơn. Vâng, hỏng rồi, Hungry. Cầu thủ vào sân thay người thiếu đi Hungry. Ôi thì cũng đá phạt penalty quá hiền. Cũng không vào. Hai bên đang thi đấu rất cần kèo và rất căng thẳng. Lần này sẽ là dô béo của HND. À, thủ môn củ tỏi bay sớm và anh đã hơi bị hồi nách khi bóng sượt nách. Hai bên sút giống nhau chứ nhỉ? Cố tình sút giống nhau sao? Michael Ballack. Chúng tôi hơi bị quan ngại khi mà đá chung kết mà lại dùng Ballack này mẹ ạ. À, bắt đúng hướng nhưng mà không đỡ được. Cái cú sút của bên phía bạn Akashi Phạm Hưng nó kiểu gì nhỉ? Bóng nó cứ hơi nảy lảy. 1 triệu nạp được tầm bao nhiêu anh? Cái này thì không rõ được anh em ơi. Cái đấy tùy nhân phẩm chứ. Nhưng mà nó ít thì cũng phải được 4 tỷ. Không phải tầm 6 tỷ đấy. Bớt tí. Rất nhẹ nhàng. Đây là Virgil van Dijk. Sút rất tốt. Đây là một hậu vệ đấy anh em ạ. Van Dijk, Van Dijk mùa 19 thường. Van Dijk mùa TI. Hai ông đại sút kể về thì nó cũng có cái đéo gì bình luận nhiều đâu anh em. Mandini. Úi giời. Bóng đi sát cột dọc. Tim giật toàn thoát. Đây là Van An Hải. Người úi vào luôn. Có vẻ như là cái lối chơi của bạn Akashi là giữ Z thì phải. Bóng nhìn nó cũng bồng bổng. Chúng ta có thêu Hernandez. Hỏng rồi. Cú dứt điểm của Hernandez. Bóng đi quá nhẹ. Và đây sẽ là cơ hội dành cho Akashi. Avin Kuda vào rồi. Và như vậy là Phạm Hưng sẽ là người ở lại với kênh. Hơi tiếc cho đại diện của HND khi mà anh đã không rút
thằng Theo ra. Chú Theo này bán độ sút nhẹ quá, hai bên đang sút rất căng thì tự nhiên lên ông đóng nhẹ. Toàn không sao cả. Vấn đề có sao bây giờ là server nó lại lag rồi sao anh em ạ? Máy trọng tài lại đơ rồi. Người thi đấu thứ hai phía HLD sẽ là Léo Léo. Theo kinh nghiệm lịch sử, học lịch sử của những fan bóng đá thì chung kết là không nên xài bá lách. Đèn à? Có lẽ Terry là người thấm thía nhất cái quả này. Đau hơn hoạn. Không, nhưng mà trong những trận chung kết mà Balak tham gia thì Balak đều đá rất hay. Chỉ đen thôi. À, xin mời bạn Léo Léo. Anh em nào mà xem nó bị lag anh em chuyển ngay sang cái trình duyệt Firefox của mình nha. Các bố còn cố mà xem bằng cái Chrome nó còn lag nhiều. Kênh nào nó cũng lag rồi. Nó tầm này rồi. Tôi sẽ mời Léo Léo. Akashi hôm qua bạn vừa clear đấy, kinh lắm. Sao anh vào chắc cũng hoảng thôi. Sao tự nhiên nó lag? Hy vọng Léo Léo. Léo Léo với sơ đồ A không. Như vậy là Léo Léo cho CR7 lên đá LW thì phải. Cho nên là nó hiển thị sơ đồ là hai tiền đạo. Nhưng mà về cái sắp xếp chiến thuật thì nó cũng khá là tương đồng so với Phạm Hưng bên phía bên kia. Mẹ cái đéo cái ông cũng đòi mở VPN nó hao pin lắm thì nó phải chịu thôi. Bây giờ do mạng ở Việt Nam mình thế, nó bị bóp băng thông thì phải có cách thôi chứ còn gì nữa. Giống như anh em muốn đi xe phân khối lớn mà lại sợ tốn xăng vậy. À, buổi tối thì chấp nhận thôi. Việt Nam mình Corona thì nó ăn cả vào cáp quang rồi. Không, giờ này là lag là do bởi vì các em đang học bài trực tuyến. À, nhưng mà thầy mới có thông báo là các trường mà học online thì vẫn phải học bù bình thường mà. Vâng, vẫn học bù mà. Và hết gọi là rồi. Chỉnh bê tông. Có mấy trường được nghỉ hết tháng 3 rồi. Vâng. Ghê thật. Là ít nhất là đến hết khi đến khi mà công bố hết dịch. Thôi cũng được, cho các cháu nghỉ. Vậy khi được nghỉ đông, Việt Nam bây giờ năm nay nghỉ đông lần đầu tiên. Mấy chục năm rồi mới có tên nghỉ đông như thế này. Đúng rồi. Ra cái hồi mà mình đang còn bé đó không nghỉ thế này nhỉ. chúng ta quay lại với các diễn biến trận đấu này thì từ đầu đến giờ chưa có cái gì xảy ra cả. Đổ bê tông bằng nút nào? Trên bàn phím bạn dùng cái nốt ngoặc vuông ấy nhá. Hai cái nốt ngoặc vuông bên cạnh chữ P bên bàn phím để đổ xu hướng. Những cái nốt F1, F2, F3, F4 ở trên gần chữ ESC ấy, thì đấy là những cái nốt để các bạn tùy chỉnh chiến thuật nhanh. Son Heung-min rất mạnh. Một đường ca ngang nhưng Bằng L đã phán đoán tốt. Bằng L có biệt danh là Ngài Tổng thống, phong cách thi đấu ung dung, bắt bài, thằng nào láo đấm luôn. Cho nên là anh có biệt danh là Ngài Tổng thống. Bơ tí không vào. Những phút đầu hiệp 2 là những phút thi đấu thực sự bùng nổ của bên phía bạn Akashi. Những cơ hội liên tiếp được tạo ra. Người dứt điểm tình huống vừa rồi là Emmanuel Petit. Hai cú dứt điểm liên tiếp. Không có bàn thắng. Và chúng tôi vừa mới thấy củ tỏi có động thái phân thân. Một củ tỏi nằm trong gôn và một củ tỏi đang đứng phát bóng. Ở phía trên thì tôi cũng nhìn thấy hai Gullit. Cái gì đây? Ủa, đông vậy. Ok, trở lại bình thường rồi.
Tính ra giá trị của MU bây giờ rơi vào đâu đấy khoảng 4 tỷ bảng. Pha dứt điểm của Renan Crespo, tôi không hiểu như thế nào, nhưng mà CB cũng như là thủ môn bên phía của Léo Léo khá là hời hợt cho tình huống này. Crespo rất khỏe thì ai cũng biết rồi, nhưng mà không hiểu sao tình huống này người mắc lỗi là Theo Hernandez thì phải. Rất hời hợt. 1-0 dành cho Phạm Hưng. Vâng, và như vậy là trận đấu kết thúc. Nhân vật thứ hai của HND Léo Léo đã ra đi. Trận đấu chỉ có duy nhất một cơ hội được chuyển hóa thành bàn thắng. Tại sao Léo Léo lại không sút được quả nào thế này? Hơi buồn cho Léo Léo, sự xuất hiện khá chóng vánh. Mình lại bị đít rồi. Cứ xem xong là bị đít. Cái này là lỗi game ấy chứ. Kèo candle chúng ta kèo candle 4 vs 4 nhé. Như vậy chúng ta có thể có tổng số tối đa là 7 trận đấu nếu như kèo này căng. Chúng tôi quan sát thấy bên phía của Ngọc Hoàng có Pertý NHD cộng 8. Nhưng lại éo thấy Dồ Béo đâu, có lẽ là Dồ Béo chính là vật tế thần để cho Pertý lên kèo. AK HND Prime này mình vào đá nhiều lần rồi. Anh em thấy Dù Béo đâu cả. Militao. Chú ý với những tình huống giật C của CR7. Rất trâu. Vừa tí. CR7 hơi rườm rà, 7 đóng luôn cũng được. Xét về khả năng tạo cơ hội thì hai bên cũng khá tương đồng. Nhưng đây là cơ hội của Patrick Vieira. Hay quá. Pha gọi là cái gì nhỉ? Thọc gậy bánh xe của Militao rất tốt. Nhưng đấy là lời cảnh tỉnh. Những vị trí của bên phía Phạm Hưng rất nguy hiểm. Ngay cả Patrick Vieira cũng có tình huống xâm nhập. Và ngòi nổ chính là Kevin De Bruyne mùa T20. Khả năng cầm bóng và chuyền chọt rất bá đạo. Con Kevin này nó chuyền hay hơn con 19. Nhưng mà chỉ số thể chất của nó thì thấp hơn. Tranh chấp nó không ngọt bằng. Chưa có ghi được bàn nào đánh đầu từ con đấy cả. Đường chuyền dành cho Gareth Bale. Rất tốt. Có cơ hội đóng treo góc, tại sao lại như vậy? Một tình huống mà bên phía của Akashi bạn ấy đã chỉnh thủ môn. Chúng ta có thể nhìn thấy củ tỏi xịch sang trái 2 bước. Và nếu là một người tinh ý thì Ngọc Quang phải nhìn thấy điều này để đóng góc gần. Bởi vì thời gian là rất nhiều. Cái khả năng quan sát nhanh của Ngọc Quang là chưa tốt. Có lẽ là bạn ấy quá tập trung vào bóng. Trong mỗi tình huống dứt điểm thì nên nhìn thủ môn. Cái động thái chỉnh thủ môn của bên phía Akashi nó rất lộ nhưng mà Quang không thấy. Lúc sáng nay mình đá danh hả anh? Đúng rồi Phúc ơi. Đánh đâu CR7 quá đen. Liên tục là những tình huống tranh chấp trên khâu tốt nhưng mà dứt điểm thì lại không trúng gôn. Quả này thì tỏi bó tay rồi nhưng 7 đánh không vào. Bởi vì thời điểm này là phút 90 cộng 3 rồi. Không nên để bị phản công. Hay quá. Akashi đã chỉnh thủ môn sang cột xa và đấy chính là sai lầm của Phạm Hưng. Hưng đã cầm củ tỏi và chỉnh sang cột xa. Tương kế tựu kế rất chuẩn và lần này thì Ngọc Quang tạt cột gần. Con bài chỉnh thủ môn nó chính là một cái con bài hai lưỡi mà. Khi các bạn chỉnh thủ môn thì các bạn sẽ không có khả năng điều khiển hậu vệ. Mặc dù thủ môn tranh chấp bóng bổng tốt hơn hẳn các hậu vệ. Nhưng điều này nó lại làm giảm cái tỷ lệ thành công trong pha phòng ngự đi. Nếu như bị đối thủ phát hiện. Hơi tiếc cái Phạm Hưng khi mà Hưng đưa ra một cái quyết định nó hơi sai lầm.
Rồi ok, nick luôn trước khi mẹ nó đơ. Trận đấu sẽ bắt đầu ngay. Ngọc Quang à? Ngọc Quang là một thành viên cũng ở HND rất là lâu rồi. Từ những cái thời điểm FIFA 3 cơ. FIFA 3 những cái năm đầu tiên sau cái đợt gọi là sinh nhật FIFA 3 lần đầu tiên ở Hà Nội thì đã thấy Ngọc Quang ở team HND rồi. Và lúc đấy thì em ấy còn học cấp 3, vừa mới thi cấp 3 xong phải. Đến bây giờ thì kỹ sư đến đít rồi. Thời gian trôi qua mau, tiền thì vẫn không thấy đâu. Mình vẫn nghe. Bạn Huỳnh Văn Nga gặp vấn đề gì thì bạn chat ngay nhá. Đơ rồi anh ơi à? Ok. Khổ thế đấy. Nga có thể là out game đi. Đấy, mình nghĩ cái turn đơ đấy có khi là do máy của ông Huỳnh Văn Nga đấy. Out game vào lại đi em ơi. Ngọc Quang cũng out game vào lại đi cho nó chắc. Những cái mùa giải này, cầu thủ trong FIFA 4 ấy, cái độ chênh lệch về cái giá trị sử dụng nó không có nhiều lắm. Vì game này nó ra mùa thẻ khá là bừa bậy. Nó không có chăm chút cho những cái con hàng. Đợt trước các bạn biết là như là Fernando Torres chẳng hạn. Mùa nào nó cũng có cái đặc trưng riêng. Paul Pogba pha dứt điểm chéo góc của Pogba, bóng đi không hiểm. Trước đây có những cái mùa của Ibra với lại Fernando Torres là chúng ta thấy rất là rõ cái việc là mỗi mùa nó có cái hay riêng. FIFA 3 làm chỉ số nó trau chuốt hơn. Và nói đúng là FIFA 3 các bạn chơi cũng đỡ tốn tiền hơn nữa. Nó chỉ bị một cái là gameplay của FIFA 3 thì nó không hay. Mình đánh giá gameplay của FIFA 4 nó tốt hơn nhiều. Chẳng qua là cái việc sự đa dạng về cầu thủ của FIFA 4 nó không tốt bằng FIFA 3. Cho nên các bạn chơi game nó không được hấp dẫn lắm. Cái nữa là server nó hay lag. Ông Bobby Robson hình như là mất rồi nhỉ. Bobby Robson là huấn luyện viên của Barcelona cái thời mà bạn Barca đang còn có Dô Béo đấy. Sau này thì ông ấy xa về lại ngoại hạng huấn luyện những cái đội như có cả Man City, có Newcastle các thứ. Trận hiệp 1 của trận đấu kết thúc mà không có bên nào ghi được bàn thắng cả. Hai bên, mỗi bên có một cơ hội. Đá trận nào là đít trận đó. Cái này bình thường. Đây không đá, chỉ xem thôi mà nó còn đít nè. Đấy, chán. Mình không đá, mình chỉ xem thôi mà còn đít. Militao. Cái sự tái thiết của Real Madrid là nhanh chóng và gọn nhẹ hơn so với Barcelona. Mặc dù là Real những năm gần đây nếu xét về việc đổ tiền vào thị trường chuyển nhượng thì cũng không nhiều hơn Barca. Ronaldo! Bàn thắng đến với Ngọc Quang. Một pha cài người và kiến tạo tốt của Gareth Bale. Ở những tình huống như thế này thì một siêu sao như Ronaldo rất khó bỏ lỡ. Ở ngoài đời cũng vậy mà trong game nó cũng vậy. Trong game chỉ số của CR7 nó lên đâu đấy tầm sút 110 rồi. Dứt điểm 110 thì rất khó hụt những tình huống rồi, trừ khi mạng lag. Sếp ơi Di Maria. Thôi em. Úi giời, CR7 có tình huống nhãn quan chiến thuật rất tốt nhưng mà anh truyền quả đấy thì cũng khó thật. Mặc dù Gareth Bale băng vào hơi chậm nhưng cũng khó trách Bale. Alo. Di Maria thì anh không rõ lắm đâu Quang Triệu ạ. Thì áo vàng. Ok, Nguyễn Anh Minh. Nghe tên là thấy có vẻ là trị vì thiên hạ phết đây. Và chúng ta sẽ soi kèo anh Minh một chút. Khi đây là lần đầu tiên bạn xuất hiện trên kênh thì phải.
cũng là siêu sao hạng 45. Vũ được rồi. Đất chất Tam Thái Tử. Nước chấm của Chin Su thì phải. Đường truyền rất tốt, Kevin không vào. Seth Nhi đang cho thấy phong độ tốt. Đây là pha chọc khe rất bén. Thông thường người kiến tạo là Kevin, nhưng ngày hôm nay thì CR7 đã đóng vai trò này. Ra hiện tại về con số thống kê thì CR7 đang là người kiến tạo thứ hai. Đang là người kiến tạo thứ hai trong lịch sử của Real Madrid và người dẫn đầu danh sách kiến tạo. Không ai khác là Karim Benzema. Chúng ta quay lại với những diễn biến trận đấu này thì hiện tại Minh ACE đã lấy lại được thế trận và đang có những tình huống dứt điểm liên tục về phía khung thành Ngọc Quang. Ngọc Quang cũng theo quan sát chúng tôi là vừa có một pha xoạc bẩn nhưng trọng tài không thấy, rất may. FIFA 4 mà có giáp Tam thì đấm Van Dijk vỡ mồm. Không, nếu mà có giáp Tam thì người ta sẽ làm cặp CB Hà Lan. Hai thằng đấy không phải để đấm nhau, nó là để đá cặp với nhau. Với Hà Lan lại bá quá mẹ, bây giờ nó đá vãi, bá vãi cả đái ra rồi. Chúng tôi thấy những pha đổi trò khá lệch lạc của Ngọc Quang. Nhưng mà Nguyễn Anh Minh cũng chưa tận dụng được cơ hội. Đây đều là những top xếp hạng danh siêu sao rồi. Nên là về kỹ năng cá nhân thì cũng không có nhiều điều để mà chê trách lắm. Chẳng qua là có những cái phút mà nó không được bình tĩnh. Đá kèo, đá giải nó khác. Đá danh nó vô thưởng vô phạt. Vào đá kèo thì nhiều người đá danh rất là hay. Nhưng mà đi ra thi đấu những cái giải gà rán các thứ đều không ăn thua là vì lý do này. Và dứt điểm của Dô Béo, bóng đi hơi cao. Vâng, và như vậy là chúng ta sẽ được lần thứ hai theo dõi một màn đấu súng, đấu kiếm trên chấm 11m. Với sự xuất hiện của Michael Ballack bên phía của Minh ACE thì tôi rất hy vọng là HND sẽ có lợi thế. Mang Ballack vào đá chung kết à? Ôi giời! CR bưởi đóng mẹ nát cọc. Nghe nói đá pen là sở trường của Nguyễn Anh Minh. Rất ghê. Ba lách đây rồi. Sút ra ngoài anh ơi. Đúng rồi. Một đều. Rút gulit với mái tóc xù. Donnarumma đã không thể nhìn được Gullit liếc góc nào để mà bắt bài. Hay quá. Đây là Seth Nhi. Pha cản phá thứ hai thành công của Wesley Seth Nhi. Gareth Bale lấy đà rất điệu. Rón ra rón rén. Arturo Vidal mang bằng đội trưởng. Phong cách sầm trổ rất ngầu. Mái đầu Hooligan. Anh thành công. Nhìn cái tác phong thì rất ngầu nhưng mà cú sút thì lại rất là nhẹ nhàng tình cảm. Bơ tí mà áo số 9. Rất lãng tử, khởi nghiệp bơ tí đá LB. Cái đẹp mẹ. Hụt rồi. Chào Trung Đức nhá. Trận đấu pen lại quay về cái máng lợn. Bút danh Seth Nhi, cái đù ngựa mà hơi đen cho Ngọc Quang. Bắt đúng hướng. Ở trận penalty trước thì Ngọc Trần cũng bắt đúng hướng rất nhiều. Nhưng mà toàn éo đỡ được. Cái nách của Seth Nhi là hơi hôi. CR bưởi. CR bưởi mới to tim 19, lấy đà giật. Parkinson sút mẹ ra ngoài. Vâng. Từ nay đừng có cho ba lách đá chung kết nghe chưa. Đá bán kết thì cho vào. Nói rồi mà không nghe. Cái yếu tố tâm linh thì không thể xem thường được.
À, bạn gì xí lại sử dụng Michael Ballack nhỉ? Có một cái niềm hy vọng gì đấy đến cho Ngọc Quang thì Ballack lại xuất hiện trong màu áo xanh. Chúng ta vẫn thấy những cái tình huống nháy người nó có vẻ không hợp lý lắm của Ngọc Quang, nhưng mà bằng một cách nào đó Quang vẫn chưa thủng lưới. Thằng Seth Nhi ngày hôm nay bắt hay thật. Kevin, điệt mẹ vừa nói xong. Và xin chúc mừng Kevin De Bruyne. Pha đấm bóng khá là dở người của Seth Nhi. Vừa khen xong, không khác gì mẹ, vả vào mồm bình luận viên. Và có thể nói đến một cái động thái gọi là cài người của Dô Béo. Và mẹ Dô Béo khắm nếu được. Anh xuất hiện phía sau của Seth Nhi và gây áp lực không hề nhẹ đến với thủ môn này, khiến cho Seth Nhi có những cái pha ra vào nó không có khoảng trống và bắt bóng cũng khá ngu, vì cú dứt điểm của Kevin nó không khó, bóng ngay trong tầm tay thôi mà với không được. Trận đấu diễn ra rất là chậm rãi, bình luận viên sắp gục mẹ xuống bàn rồi. Có cái tình huống nào đi xem cho nó đỡ buồn cả. Bạn Ori xí tên là Văn Thể, giờ mới nhớ ra cái tên rất hội khỏe phù đổng. Son Heung-min 2-0 rồi, 2-0 cho Văn Thể. Đây là một trận đấu mà Quang thi đấu rất tệ, khác hoàn toàn với ba trận đấu trước. Phòng ngự hớ hênh, tấn công tù túng. Và tỷ số 2-0 phản ánh đúng cái tính chất trận đấu này. Cơ hội của Văn Thể là nhiều hơn. CR7 nét vét không vào. Quang rất ít tạt, và đấy cũng là một điểm yếu, đôi khi cũng phải tạt vài phát cho đối thủ nó bất ngờ. Đá quá chắc cú. Và tỷ số kèo đấu này lại trở về 3 đều. Đây sẽ là trận chung kết này các bạn, trận chung kết của kèo Kendo và là trận chung kết của giải đấu này luôn. Trận đấu diễn ra giữa Văn Khiêm và Văn Thể. Đây là trận tổng kết cả một cái giải đấu dài vãi nồi diễn ra 4 ngày. Mình xin nhắc lại là giải đấu lần này của chúng ta có 8 đội tuyển tham dự. Và chúng ta có phần thưởng là 2 triệu rưỡi cho đội vô địch, 1 triệu 2 cho đội về nhì và 6 tràng pháo tay cho 6 đội còn lại. Cũng nhân đây xin cảm ơn các người anh em đã tài trợ cho giải đấu, là anh em HND, Ngọc với Trường, shop Hiếu Khoa, Belibo Store, shop đồ ăn vặt tạp hóa 365, anh Nam Ngân Hàng, đại lý sim dạo Mobifone, cùng với chị Mụn Đông Y Ngọc Sâm. Cảm ơn các nhà tài trợ vàng bạc. Lối chơi rất bắt mắt của Văn Thể, phô diễn nhiều skill, mặc dù là phô diễn ở cái nơi khá là trống trải, quẩy skill sân nhà, nhưng mà chúng ta cũng thấy được cái kỹ năng control ball của Văn Thể là rất tốt, cảm giác bóng là tốt. Thì không biết là đường hướng tấn công như nào thôi. Đường truyền của CR7 dành cho Dô Béo. Dô Béo có cơ hội đối mặt. DD chéo góc đéo vào. Ôi trời, sút rất tệ đến từ phía Văn Khiêm. Xòe quạt hơi nhiều, khiến cho tình huống vừa rồi Dô Béo dứt điểm đúng là kiểu vô thưởng vô phạt, đậm chất may rủi. Chỉ cần bẻ cần một chút thôi thì bóng nó sẽ khác. Em hiểu sao Dô Béo dứt điểm hơi muộn và cái góc chân nó cũng không được tốt. Và rất may mắn cho Văn Khiêm, thì vừa rồi bóng lại đến với cái đầu của Dô Béo, cái đầu khất, anh đánh đầu lên trời. Nếu như không phải Dô Béo thì có lẽ là Patrick Vieira cũng không thể chiến thắng được Văn Đại trong pha khẩu chiến vừa rồi. Tính ra là giải đấu này cho đến thời điểm hiện tại là rất hấp dẫn về mặt chuyên môn, khi mà từ đầu giải đến giờ chúng ta được gặp rất nhiều các vận động viên có tên tuổi, danh cao, được gặp cả những nhân vật có giá trị hoài cổ, huyền thoại FIFA 2. Gặp rất nhiều những kênh streamer nổi tiếng xuất hiện, các đơn vị bán FC cũng vào đây comment chém gió như thật.
Pha dứt điểm của Kevin cần phải chú ý pha dứt điểm như thế này, bởi vì Kevin có những tình huống điểm cầu Âu rất khó chịu. Hai chân như một. Tốc độ ra chân của Kevin thì không quá nhanh như Dô Béo, nhưng nó cũng là dạng nhanh. Dô Béo có đường chuyền dành cho Petty. Đỡ bóng khéo léo. Tạt bóng như bòi. Nhưng mà vẫn vào. Một đường tạt lỗi. Nhưng Dô Béo lại là người chiến thắng với pha không chiến tuyệt vời. Người mắc sai lầm là Dumfries. Khi mà hậu vệ này đã bị ngáo, Dumfries đang trên đường chạy về để kèm Thierry Henry, thì Pertý có một đường tạt bóng phải gọi là như cứt. Anh nhầm cầu thủ này mà tạt trúng cầu thủ kia, cũng là hay không bằng hên. Ngày hôm nay bình luận kiểu gì nhỉ? Mình cứ bảo là mẹ tình huống như cứt thì nó vào, mình bảo là tình huống nguy hiểm thì nó sút ra ngoài. Các vận động viên đá không khác thì mẹ đấm vào mồm bình luận viên cả. Thực sự Khiêm chuyền hỏng rất nhiều. Ngay cả cái tình huống mà Khiêm ghi bàn thì đấy cũng là một tình huống chuyền hỏng luôn. Thế là mình khẳng. Đây Son Heung-min sút không? Không sút. Phương án an toàn được Son Heung-min lựa chọn. Nhưng đéo vào. Ôi dồi, đèn vẽ nồi. Người đánh đầu là Kevin chứ không phải Hernan Crespo. Kevin là người nhảy trúng bóng. Thôi xong rồi. Với 4 trận đấu mà Balak xuất hiện trong kèo đấu ngày hôm nay thì anh thất bại 3. Thực sự nó cái yếu tố tâm linh không thể đùa được. Và cũng xin chúc mừng team HLD với chức vô địch của giải đấu trên sân nhà. Giải đấu Fixed for Fun, hay còn gọi là HLD Open Cup. Anh thấy không? Lần đầu em tham dự có huy chương ngay. Mấy lần trước bọn anh rất có làm được gì đâu. Và cũng xin cảm ơn những đại diện bên phía các kênh truyền thông rất mạnh khác như là kênh Luận BK, Ngài Robot Dori và ILF. Giải này chúng ta có tới 5 kênh truyền thông tham gia. Cũng rất cảm ơn đặc biệt là kênh của iRobot và Dori đã hỗ trợ HND tiếp sóng giải đấu này. Cảm ơn các nhà tài trợ vàng và bạc. Giải đấu lần đầu của năm 2020 diễn ra chóng vánh, nhưng mà giải đấu có phần thưởng khá to. Và đã có 70 trận đấu được tiếp sóng trực tiếp. Rất căng thẳng và hoàn hảo.